Xin chào tất cả anh em đam mê săn bẫy quay trở lại với Loa Bẫy Chim Tân Ánh nhé. Loa Bẫy Chim Tân Ánh chuyên cung cấp những cái phụ kiện, những cái loa bẫy chim, loa điều khiển từ xa để phục vụ cho anh em vào cái mùa săn bẫy này nhá. Thì ở thời điểm này thì anh em đang đánh mạnh nhất cái con chim di cư ban đêm nhá. Thì đây thì cũng rất là nhiều anh em những hôm vừa rồi hỏi em về cái sào này, sào rút này. Đấy thì hôm nay em lại tiếp tục về những cái mẫu sào cao, sào 6m và 7m để phục vụ cho anh em rồi nhá. Đấy. Đây, em về sào 6m này. Đây sào 6m. Đây sào 7m nhá. Đây, sào 7m. Đấy, em về rất là nhiều đây, còn ở trong kho là rất là nhiều. Đấy, em thì từ 3m cho đến 7m thì em đều có cung cấp đủ cho các bác nhá, để phục vụ cho anh em đi căng lưới bẫy chim đêm vào cái mùa này. Thì thời điểm này thì chim đêm cũng đang đi rất là mạnh, thì các bác ở khu vực của các bác đánh được nhiều chưa? Các bác bình luận em ấy, em cũng chưa có đi đánh đâu. Đấy, em cũng bận ở nhà để còn cung cấp hàng cho anh em đam mê, nên là em chưa có thời gian để ra chiến đấu được. Đấy. Em thấy các bác ở chỗ em thấy bảo là cũng đánh được nhiều lắm rồi, nhưng mà dạo này anh em đang lấy hàng nhiều, đúng ra em chưa có thời gian để đi đánh được. Đây 5m em cũng có cung cấp nhá. Thì hàng nhà em ấy toàn bộ là hàng loại dày hết nhá các bác nhá. Sào inox loại dày. Đây các bác có thể thấy là gen thì hàn bên trong luôn. Đấy, gen hàn trong nhá, chứ không phải là cái loại mỏng. Đây các bác phân biệt cái loại mỏng và cái loại dày giúp em. Đây còn em còn một ít cái loại mỏng này. Đấy, loại mỏng nó sẽ được bắn gen ở bên ngoài như thế này nhá. Đấy, nó sẽ bắn ở bên ngoài như thế này. Nó sẽ có một cái đầu chụp bắn ở bên ngoài. Thì đây là cái hàng mỏng nha các bác nhá. Đấy, hàng này thì anh em đi treo chim ấy thì nó rất là nhẹ. Đấy. Còn nếu mà anh em mà đi bẫy chim mà để đi căng lưới thì anh em lấy loại dày này nhá. Loại mỏng thì em chỉ còn loại ngắn thôi, loại bé thôi, loại 4m với 3m thôi. Đấy. Giờ chủ yếu là em bán hàng dày để đảm bảo cho anh em hơn, nói chung là về cái độ bền. Cái hàng dày này thì nó sẽ đắt hơn, nhưng mà cái độ bền nó sẽ cao hơn. Giờ em thì em cũng không bán hàng mỏng nữa. Hàng mỏng này em chỉ để mấy hôm nữa em ra em căng lưới em đánh chim thôi, chứ em không có bán nữa nha anh em nhé. Do là cái độ bền của nó không cao. Shop em thì chỉ cung cấp những cái hàng nó chất lượng, mặc dù là đắt. Nói chung là anh em nó tùy vào cái nhu cầu chơi của anh em. Đấy, thì anh em chơi nhiều anh em thì lại chơi hàng rẻ tiền, nhưng nhiều anh em thì lại chơi hàng chất lượng. Còn như shop em thì em chỉ có bán hàng duy nhất là hàng loại đắt này thôi. Đấy, tiền nào của đấy nhé các bác nhé. Nó đắt nhưng mà nó dùng được rất là bền. Đấy. Cái này thì các bác đập thoải mái, nó không như cái hàng mỏng. Hàng mỏng nhiều khi là bị rơi cái là bị móp méo ngay. Đấy. Còn đây cái hàng 7m này thì là nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 đốt nhé các bác nhé. Hàng 7m là có 6 đốt. Đấy, hàng 6m thì 1, 2, 3, 4, 5. Hàng 6m nó có 5 đốt. Đấy. Sào này là sào cao cấp nhất, inox dày nhất, dày 1,2 nha các bác nhá. Inox dày 1,2. Như cái cân nặng tiêu chuẩn của cái sào 7m này là nó phải rơi vào 2,7 cân đấy. Cái này là nó 2,7 cân, hơn 2,7 cân một chút nhá. Còn cái sào 6m này thì nó cũng chênh nhau khoảng 2-3 lạng. Nó tầm 2,5 cân một cái sào. Này. 6m rất là nặng, rất là dày dặn. Rồi thì anh em nào hôm vừa rồi mà hỏi em ấy thì anh em vui lòng gọi lại cho em để em gửi hàng cho anh em nhé. Đấy, hôm nay em mới về được lô hàng này. Nói chung lô hàng này em về cũng không được nhiều đâu, anh em nhanh tay thì em gửi cho. Thế còn một vài hôm nữa thì cái này chắc là cũng nếu mà anh em mà đặt muộn chắc là cũng không còn đâu. Đấy, tại vì hàng này giờ anh em đang chuộng rất là nhiều. Đấy. Rồi anh em cần thêm cái phụ kiện gì thì anh em cứ alo cho em nhé. Đây em mới vừa về loa này, âm ly này rất là nhiều. Đấy, âm ly liên tục về cho anh em. Tầm này chim đang đi mạnh hay sao, em thấy anh em mua âm ly rất là nhiều luôn, lấy âm ly nhà em rất là nhiều. Loa đây, 2 thùng loa luôn nhé các bác nhá. Đấy, về liên tục, nói chung là hàng thì về chưa bao giờ đủ với anh em. Đấy. Đấy, hôm trước em vừa về thùng loa HQ301 hết rồi, về vài thùng là hết rồi. Giờ em lại tiếp tục về cái dòng HP 6000 mẫu mới này cho anh em nhé, để phục vụ anh em. Rồi anh em cần thêm cái phụ kiện gì anh em alo trực tiếp cho em nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào.